Các bạn ơi, hôm nay tranh thủ đi làm về rồi Linh Linh tư vấn luôn về mỹ phẩm cho các bạn nghe. Các bạn hay inbox hỏi nhân viên của Linh là chị Linh xài sản phẩm gì. Thì thật ra là những cái loại mà Linh xài đẹp Linh mới nhập và Linh bán, nên là những cái loại Linh bán là những cái loại Linh đang xài hết nha các bạn nha. Chứ Linh không có bán tùm lum nhãn hiệu. Đây các bạn, Linh mở cái chất kem cho các bạn coi nha. Chất kem này chất kem trắng nha các bạn ha. Cái kem Moxen này là các bạn, người ta vẫn hay nói là xài ban ngày và ban đêm được luôn, nhưng mà Linh xài rồi thì Linh biết và Linh có nghiên cứu á, thì Linh chỉ là cho các bạn dễ xài nha. Cái này thật ra là xài được ban ngày tốt hơn, tại vì các bạn biết sao, nó có một lớp backup luôn. Khi các bạn đánh lên da là da các bạn nó sẽ mịn màng ngay lập tức, và mình đánh phấn lên nó sẽ ăn phấn hơn, nên là mình nên xài ban ngày, nó dưỡng trắng nhưng mà nó có chất backup luôn ha các bạn ha. Mà nếu như nó có chất backup vậy á, thì Linh sợ là xài ban đêm đó, nó dễ sẽ bị bí lỗ chân lông của mình thì không có tốt ha các bạn ha. Nên thường người ta hay làm ban ngày ban đêm mà vậy các bạn, phải có cái đồ để mà dít kem là các bạn nha. Thì các bạn nên xài cái trắng này là xài cho ban ngày nha các bạn nha. Xài cho ban ngày mình sáng sợ mình đánh lên là da mình nó mịn, nó sẽ lên tông màu luôn, rồi mình sẽ đánh phấn ở bên ngoài nha các bạn.